bắt đầu. Mình không chờ đợi nữa. Mình không chờ đợi mà mình sẽ bắt đầu ngay. Ok. Buổi tối hôm nay là một buổi tối cực kỳ quan trọng. Hello, chào Vũ Trung Anh. Buổi tối hôm nay là một buổi tối cực kỳ quan trọng đối với thầy và các em. Thầy sẽ giúp đỡ cho các em thông não học. Thầy sẽ giúp đỡ cho các em thông não học. Hello, Đỗ Việt Anh, cái này là Geo Skin dành cho cả 11, cả 12 đều để học được. Cả 11, cả 12. Thế thì trước khi vào buổi học ngày hôm nay thì nhắc cho em nhé. Hôm nay là buổi live stream khai giảng đầu tiên cho khóa live stream mất gốc của thầy. Đây là buổi số 1. Buổi số 1 trong cái khóa là live lấy gốc của thầy. Live lấy gốc hữu cơ. Khóa live này dành cho trọng tâm là các em 2K2. Dùng để các bạn ấy có thể lấy được gốc từ khoa học hữu cơ. Chính vì vậy nên tất cả các bạn mà 2K2 đang theo dõi video live stream này, share thật nhanh về tường, xong rồi là tag hello chào Lê Trung Hiệp, xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream này để mình bắt đầu cái chiêu ngày hôm nay cực kỳ kinh điển, cực kỳ kinh điển, và chỉ có mỗi mình thầy Minh Liên mới có thôi, không một ai có cái chiêu này nữa. Thế thì ngày hôm nay thầy hướng dẫn cho tất cả các em để cho các em cùng có thể học khủng hơn một môn hóa nhá, cùng để học khủng hơn, được chưa? Thế thì bây giờ trước hết để làm này thì em nhìn nhá, giải từng câu một với thầy nhá, để mà quan sát thật kỹ, thật kỹ nhá. Đây này, buổi này học hóa từ mất gốc, buổi một xác định đồng phân siêu nhanh dành cho 2K2. Nào mình bắt đầu này. Câu số 1, các em nhớ comment đáp án nhá. Câu số 1, chất hữu cơ X có công thức C5H12 có bao nhiêu công thức cấu tạo? C5H12 có bao nhiêu công thức cấu tạo? Đấy, các em cùng trả lời cho câu hỏi này đi. Các em cùng comment. Myelin là một hợp chất trong não bộ. Hợp chất này chỉ được hình thành khi mà em sai. Đấy, vậy có nghĩa là nếu em sai càng nhiều thì em càng có nhiều chất này. Thế chính vì vậy nên thầy đặt này là minh myelin để thầy giúp cho các em sai, thầy giúp các em thông não học. Đấy, đấy là mục đích của thầy, thầy đặt tên của thầy. Nào. Một. Một đáp án gì nhỉ? C5H12 có bao nhiêu công thức cấu tạo, chúng ta chú ý nhá. Mạch này. C là 1 đồng 1 đúng không? Mạch số 2 này. C 2 đúng không? Và mạch số 3 này. C đúng không? Và tổng cộng là có 3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Câu số 2. Xác định số lượng. Các chị em có hiểu câu số 1 không nhỉ? Câu số 1 rất dễ đúng không? Đây này, 1 2 3. Mình sang câu số 2 này, thầy giảng cực kỳ chậm nhá, dành cho các bạn mất gốc nhá. Dân chơi nhìn thấy đáp án đúng chính xác. Sang câu số 2, xác định số lượng các đồng phân cấu tạo của nhau công thức phân tử C4H9Cl. Xác định số lượng các đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử là C4H9Cl. Hơi nháy. Đèn hơi bị nháy. Thầy sẽ chỉnh cho các em để đèn bớt bị nháy hơn. Bớt nháy chưa? Hy vọng là nó bớt nháy hơn cho học sinh mình còn học. Có tối không? Các em ơi, các em có nhìn thấy bài không? Câu số 2 nè. Bao nhiêu? Nguyên Hoàng lên fan cứng rồi. Bao nhiêu nè? Nào, câu số 2, xác định số lượng đồng phân cấu tạo công thức là C4H9Cl. Các em chú ý nha, C4H9Cl. Câu số 2 này. Thế mạch, đầu tiên mình có mạch C4. Mạch C4 đây. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4 này. Chỉ có 2 mạch thôi đúng không? Góc bên phải hơi tối. Nét căng ấy chứ em nhỉ? Giờ làm gì còn tối nữa đâu. Em thấy mờ chắc là do đường truyền internet nhà em rồi Vũ Trung Anh ạ. Ok chưa? Nào mình có này. Clo này sẽ đính vào cái mạch này. Chụp đối xứng. 1 2. Clo hoặc đính vào đây là vị trí số 1 này. Hoặc đính vào đây vị trí số 2 này. Anh này với này giống nhau này, vậy là trùng một đồng phân này.
anh này bên này giống nhau này, phải trùng hai đồng phân này. Đấy, vậy là có hai đồng phân ở cái mạch này. Tiếp tục ba anh này giống nhau này. Vậy hoặc clo đính đây là anh số 3 này, anh số 3 này, anh số 3 này. Đính ở giữa là anh số 4 này. Vậy C4H9Cl có 4 đồng phân. Thấy chưa? Có 4 đồng phân. Đây lại tính này, 3 4 5 2 4 8 này, đúng rồi, chính xác, rất tinh đấy. 3 4 5 2 4 8. Chính xác. Các em nhìn kỹ nhá, các em nhìn kỹ nhá. Các em nhìn kỹ cho thầy này. Bây giờ thầy mới vào cái chỗ phần 3 4 5 4 8. Tại sao lại có 3 4 5 2 4 8? Rất nhiều bạn biết rồi đấy. Đây nhìn nhá. Các em nhìn kỹ này. Thứ nhất, C3H7Cl thì có ba nhân đồng phân nhỉ? 1, 2, 3 này. Trục đối xứng này. 1, 2 này. 2 đồng phân. C4H9Cl thì có 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Trục đối xứng này. 1, 2 này. 3, 3, 3, 4 này. C4H9Cl thì có 4 đồng phân. Được chưa? Tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. C5 nhá. C5. C5. H11Cl thì có bao nhiêu? Đây này có 4 đồng phân này. 1 2 3 4 5. Được chưa? Đây, đây này. Nhìn cho nét. 1 2 3 4. Đây. Được chưa? Tiếp tục xuống dưới nữa. 1 2 3. Kỹ nhá. Nhìn này, Cl cắm ở đây này. 1 2 3. Trục đối xứng này. 4 5 6 7 8 8 8 8. Vậy C5H11Cl có 8 đồng phân. Vậy em nhìn kỹ này, nhìn kỹ này. 3 4 5 2 4 8. Nhìn chưa? Nhìn kỹ chưa? Tuyệt chiêu đấy. 3 4 5 2 4 8. Xoay bàn tay đến ngón tay. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. Vậy. Vậy các em hiểu bài chưa? Bạn nào hiểu rồi thì chấm cái thầy xem nào. Các em ơi, các em hiểu bài không? Bạn nào hiểu rồi thì chấm cái thầy coi này. Các em có hiểu bài không? Các em ơi, các em có hiểu bài không? Bạn nào hiểu thì chấm cái thầy coi. Thế vậy này, ngay lập tức sử dụng cái chiêu 3 4 5 2 4 8 này, có nghĩa từ đây thì suy ra được. Thì suy được một điều rất kinh khủng ở sau là như thế này. Vậy C3H7 thì có 2 đồng phân. C4H9 thì có 4 đồng phân. C5H11 thì có 8 đồng phân. Có nghĩa 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nhớ chưa? Vậy nhìn này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4, có 4, tổ rất nhanh. Vậy anh này có 4 đồng phân. Được chưa? Rất dễ không? Rất dễ chưa? Hello Nguyễn Quang Trường. Nguyễn Quang Trường mà chưa hiểu thì tí nữa theo dõi trên YouTube nha. À, ok. Này mình có nào, tiếp tục này. Vậy nhìn kỹ này. C5H12O. C5H12O nom nhá. Bao nhiêu ancol? Nhìn kỹ từ ancol chưa? Vậy ancol nó có dạng gì nhỉ? ROH. Được chưa? ROH. Nhìn kỹ nha. ROH. Vậy ở đây mình có đưa thằng C5H12O về thành là C5H11OH. Đếm này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy ở đây ta phải có 8 đồng phân rồi. Rất nhiều bạn bị thầy lừa. Đáp án đúng chúng ta đáp án E. Cho vào đây để giết những đứa không tập trung. Kỹ nhá. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy C5H12O đồng phân cấu tạo ancol là có 8 đồng phân. Nhớ chưa? Cả nhà nhớ chưa? Đừng để thầy bị lừa nữa nha. Ui, rất nhiều đứa bị lừa này. Lê Hiếu Nghĩa này. À, các em bị vô trễ hả? Ok. Bạn nào mà vô trễ thì xem lại video live stream về tường nhá. Xong rồi là chốc rồi sẽ theo dõi lại. Nào, xem tiếp nào. Xem tiếp nào. Câu 4 nữa nào.
có bao nhiêu đồng phân aldehyde của công thức phân tử C5H10O này. C5H10O bao nhiêu này? Comment này, được xem được bao nhiêu đứa comment đúng. Bao nhiêu đứa comment đúng ở cái này. Thầy bảo này, những bạn nào mà theo dõi mà vẫn chưa kịp hiểu hoặc vào sau ấy, thầy dặn nhá, những bạn nào mà theo dõi vẫn chưa kịp hiểu mà vào sau ấy thì thầy đã quay sẵn video livestream này rồi. Các em chỉ cần lên mạng search đồng phân, nhìn thấy chưa? Siêu nhanh này, nhìn thấy đồng phân siêu nhanh chưa? Click vào đây cái là hiện này, Minh Myelin này, đồng phân siêu tốc này, 17.000 lượt xem này, thầy quay hơn 1 năm này rồi. Thầy sẽ off thì lâu lắm rồi, nhưng mà thầy quay hơn 1 năm này rồi. Đấy, thấy chưa? Các em theo dõi từ đầu đến cuối có 30 phút thôi. Khi các em theo dõi xong em sẽ hiểu lý do tại sao nó lại như thế này, vì em sẽ tìm được, em sẽ hiểu bài này cực kỳ sâu. Được chưa? Đấy nha. Và không quên subscribe, 18.000 lượt xem rồi các em ạ. Này, nhìn, 18.000 lượt view. Đấy, đây là một trong số những video khá là đông lượt xem của thầy. Nào tiếp tục nào các em nào. Tiếp tục nào. Câu số 4 nào. Câu số 4 nào, đáp án gì nào? Câu số 4 đáp án gì đây nhỉ? Bạn nào chưa xe ngay nhá. Hôm nay đuối xe à thì biết tại sao rồi, nhiều đứa là thi xong rồi thế là đi chơi chứ không thèm học, đúng không? Ok. Nào, đồng phân aldehyde. Aldehyde xem nào. Đấy, nhiều bạn comment này, 4 này, 4 này, 4 này. Các em có hiểu không? Nhìn nhá, nhìn này, aldehyde. Em nhớ này nhá, aldehyde là có nhóm chó. Aldehyde là có nhóm chó, nhóm chức đặc trưng của aldehyde là chó, R chó. Vậy là C5H10O mà có R chó thì phải chia nó ra thành chó nào. CHO C5 bỏ đi 1 C còn C4. H10 trừ được bỏ 1 còn 1 C4 H9. Lại đọc này. 3 cùng 3 4 5 2 4 8 3 4 a à, vậy 4 có 4 đồng phân. Các em hiểu không? Đáp án đúng đáp án C. Rất kinh khủng. Đừng dùng công thức trọng nhập nhá, dùng công thức rất dễ đi. Sang năm lớp 12 các em có rất nhiều công thức mà em mà sử dụng công thức là em tỏi luôn. Được chưa? Đấy, xem nhanh video livestream về tường, xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream để giúp thầy để chúng ta cùng học giỏi hóa hơn. Hôm nay là buổi livestream lấy gốc học buổi đầu tiên, buổi tới là mình sẽ học sang buổi số 2 là buổi về thằng alkan, bài tập của hydrocarbon, lý thuyết hydrocarbon. Nha, chúc các em lưu ý này, buổi số 2 là mình sẽ học về lý thuyết tổng ôn, lý thuyết hydrocarbon, lý thuyết hydrocarbon. Nha, buổi số 2 mình học về lý thuyết tổng ôn hydrocarbon. Nếu bạn nào mà muốn nhận được thông báo free buổi số 2 này nhá, thì share video livestream thật nhanh về tường, tag các bạn vào trong video livestream này. Nào mình tiếp này, sang câu số 5 này. Câu số 5 để lên fan cứng, lên fan cứng thì được nhiều ưu đãi, đúng không? À, Nguyễn Tùng Chi, Nguyễn Tùng Chi xem vào trong cái nhóm chat của lớp mình giúp thầy với nhá. Ok. Nào tiếp tục nào. Nào tiếp tục nào. Nào tiếp tục nào. Khẩn trương nào các em. Các em cùng comment xem nào, câu số 5 đáp án gì nào. Câu số 5 có 5 buổi tất cả. Với điều kiện là em xe lại về tường. Xe liên tục về tường thì em sẽ được nhận, thì em sẽ được học free cả 5 buổi. Khẩn trương. Câu số 5 đáp án gì? Nhiều bạn gà. Ok. Em xe cái tút 12 hơn 100 lượt rồi. Ok, rất tốt. Cảm ơn TD Huyền. Nào, hợp chất hữu cơ đơn chức X công thức phân tử này C4H8O2 đồng phân axit. Thế lại phải nhớ axit là gì? Axit là gì? RCOOH. Vậy nó phải có nhóm chức COH đúng không? Vậy C4 bỏ đi nhóm COH này. Vậy là còn C3 H8 bỏ đi H thì còn H7. Thế là C3H7COH. Lại đọc 3 4 5 2 4 8 3 4 5 2, 4, 8, 3 có 2. Đáp án đúng chúng ta đáp án à, dễ không? Thầy nghĩ là skin này của thầy rất là kinh, có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn trong kỳ thi. Nếu bạn nào chưa thi thì có thể giúp đỡ cho các bạn trong kỳ thi. Và nếu các bạn nào mà chuẩn bị học sang chương trình lớp 12 á, thì chiêu này của thầy hãy nhớ cho thầy một lời. Nói có thể là chiêu này còn có thể được sử dụng cho cả phần ST. ST cũng sử dụng được skin này.
skin cực kỳ kinh khủng. Đấy. Đứa nào mà không xem ngày hôm nay thì hơi bị tiếc, cực kỳ tiếc, cực kỳ hối tiếc cho những bạn mà hôm nay không được theo dõi video livestream này. Các em sẵn sàng với câu số 6 chưa? Quá đỉnh, cảm ơn Trang Trang. Câu số 6 đáp án này. Xem nhá. Em vẫn chưa hiểu cái skin này. Hello TD Huyền. Để hiểu được thì hãy lên trên fanpage, lên trên YouTube search. Thầy nhắc lại, những bạn nào vào sau chưa kịp hiểu, lên YouTube search đồng phân siêu nhanh, kích vào Minh Melin, xác định đồng phân siêu tốc. Em xem phát 30 phút bỏ ra, thầy đảm bảo với em không phí của em một giây phút nào luôn nha. Nào mình tiếp tục nào, mình tiếp tục nào, mình tiếp tục, sẵn sàng chưa? Câu số 6 xem có nhiều bạn bị lừa không này. Nhiều bạn bị lừa lắm. Acid lại bị bỏ nhóm, COH ra ngoài đúng không? C5 bỏ một carbon thì còn C4, C4H9. Nào đọc 3 4 5 2 4 8. 4. Có 4 đồng phần. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án E. 4 đồng phần. Lại bị lừa rồi. Lại bị lừa rồi. Hello Ngọc Danh. Đúng rồi, chính xác, lại bị lừa. Trinh Trần chính xác, Ngọc Danh bị lừa rồi. Trần Minh E đúng, Cẩm Ly bị lừa rồi đấy. Có rất nhiều bạn bị lừa. Hello Văn Phú. Hôm nay có bao nhiêu câu ở câu hỏi của Văn Phú khó quá. Hôm nay mình có 20 câu của Văn Phú nha. Thầy vừa kiểm tra xong. Và bây giờ mình đang làm đến câu số 5, câu số 6 và thầy dạy cực kỳ chậm để cho các em cùng có thể theo dõi. Các em nhớ skin độc này của thầy chưa? Skin mang tên Minh Merlin cực kỳ độc. Các em biết rằng là nếu mà học thầy các em còn được sử dụng nha, skin cực độc nữa. Có rất rất nhiều bạn đã đăng ký khóa livestream cho cả năm học của thầy rồi. Có rất rất nhiều bạn các em biết rồi. Và các em cũng đã được học thầy, các em biết là học thầy nó chất như nào. Có rất nhiều anh chị được điểm cao. Chính vì vậy nên kể từ ngày hôm nay những bạn nào đăng ký cái khóa livestream của thầy thì inbox cho fanpage nhé. Bạn nào muốn đăng ký khóa livestream cho thầy thì inbox cho fanpage nhá. Chúng ta sẽ học lấy gốc này, chúng ta sẽ có tài liệu full này, chúng ta sẽ có sách này, vân vân vân. Tất cả các em cứ học thầy, tìm thầy yên tâm, thầy gồng tim. Thảo nào mà làm mãi không ra, em viết hẳn là để đếm khổ thân TD Huyền. Nào. Câu số 7. Số 7. Số 7 khó đấy. Số 7 khó đấy. Số 7 đáp án gì? 7 Dương Xuân C, Nam Nguyễn A, Huy Hoàng ưng quá. Dĩ nhiên chiều thấy nó độc mà. Độc đến mức cực kinh điển luôn. Thật dã man luôn. Các em chú ý nha, trước khi sang câu số 7 các em chú ý là tối thứ tư tuần sau. Tối thứ tư hàng tuần vào lúc 20 giờ buổi số 2 là lý thuyết hydrocarbon, lấy gốc lý thuyết hydrocarbon. Đấy chưa? Nhớ nhá. C4H10 này, số chất cùng đồng phân công thức. Các em lưu ý này, khi mà hỏi thằng C4H10 á, ô này, các em phải chú ý cho thầy này. Nó có đồng phân ancol và nó có đồng phân ete. Nhìn kỹ nhá, lại nhìn kỹ, skin này rất kinh. Ancol thì có dạng ROH này. Vậy thì biến đổi nó về dạng C4H10O thì về OH vứt ra này. C4 này, H10 trừ đi 1 thì còn H9 này. Lại 3 4 5 2 4 8 4 có 4 đồng phần. Vậy suy ra có 4 đồng phần ancol. Kinh điển chưa? Và bạn nào tô phải 4 là đáp án sai. Khổ chưa? Bạn nào tô phải 4 là đáp án sai nhá. Bởi vì làm sao chúng ta quên ete. Được chưa? Các em sẵn sàng nhìn chiêu. Hello Trinh Vũ 7. Chính xác đấy, Trinh Vũ đúng rồi đấy. ET như thế nào? ET có dạng này. Nhìn kỹ này, sẵn sàng chưa? Những bạn nào sẵn sàng chấm cái nào. Nhìn kỹ này, ET này. R1 ô, ET có dạng R1 ô R2 mà. Đúng không? Các em chú ý nha, anh này thì bị giảm tải rồi nhưng về phần đồng phân vẫn bị hỏi nhá. Bạn nào thấy hay thì share lại xong chấm cái nhá. Thằng này có trục đối xứng này. Để nó lấy ET thì R1 phải lớn hơn bằng 1 carbon, R2 phải lớn hơn bằng 1 carbon, bởi vì nếu nó bằng 0 thì nó là ancol mất rồi. Nghe kỹ lời thầy giảng, được chưa? Nghe thật kỹ vào. Đây là công thức tổng quát của ET này. R1O R2 này.
điều kiện là R1. R1 lớn hơn bằng 1 carbon, R2 phải lớn bằng 1 carbon. Được chưa? Thế từ từ tí nữa thầy trả lời câu hỏi của Trang Trang nhá. Vậy ở đây này, thầy có thể phân tích này. R1 cộng R2, R1 cộng R2 bằng bao nhiêu carbon đây? 4 carbon. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi của học sinh lớp 1 nha. Phân tích tổng thành 4 thành tổng mà mỗi thằng lại lớn hơn 1. Vậy thì có là 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Nhưng các em chú ý, chú ý này, do là này có trục đối xứng nên 1 cộng 3 và 3 cộng 1 giống nhau nha. 1 cộng 3 và 3 cộng 1 giống nhau, chính vì vậy nên gạch đi. Nhìn nghĩ chưa? Vậy giờ ta đếm lại. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2. 0, 1, 2 mình không biết. Thầy không dùng công thức tính nhanh, bởi vì nếu mà tính nhanh sau này sang ST thì em càng chết Lê Trung Hiệp ạ. Phải dùng chiêu này là thầy dạy bản chất cho các em. Sang ST, sang Amin có rất nhiều công thức em không thể thuộc đâu, em phải học hiểu bản chất. Chiêu này rất là kinh. Được chưa? Nhìn nha. 1 tương với 1 carbon. 1 carbon. 1 carbon mấy chỗ cắm? 1 chỗ cắm đúng không? Vậy là 1 có 1. 2 tương với 2 carbon. 2 carbon mấy chỗ cắm? 1 chỗ cắm đúng không? Vậy 2 có 1. Vậy lưu ý này. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1 thôi. Nhớ cái này cho thầy. Ông khung lại. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1, 1. Được chưa? Vậy này. Vậy này, anh 1 có 1 cách chọn, anh 3 có 2 cách chọn. Vậy là tổng cộng có 2. Anh 2 có 1 cách chọn, anh 2 có 1 cách chọn. Vậy tổng cộng có 1. Suy ra thầy có 2 cộng 1 bằng 3 đồng phân ete. Ete có 3 đồng phân. Thầy giảng cực kỳ chậm cho các em hiểu nhá. Bạn nào hiểu chấm cái thầy coi. Không hiểu hỏi ngay đây. Được chưa? Thầy nhắc lại này. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 3 đồng phân. Vậy thì có này, ETE 3 đồng phân, ancol 4 đồng phân, 3 cộng 4 bằng 7. Được chưa? Hiểu chưa? Kinh điển chưa? Thầy biết là bây giờ có rất nhiều bạn mới vào xem, những bạn nào chưa hiểu chiêu này thì lên trên YouTube, search lại đồng phân siêu nhanh, kích vào Minh Myelin, đồng phân siêu tốc. Đây, Minh Myelin đồng phân siêu tốc, em sẽ nhìn thấy thầy giảng phần này, thầy giảng lại cho các em và các em sẽ hiểu được hết. Nhìn thấy ông này chưa, đẹp trai không? Tiếp tục nha. Các em hiểu câu 7 chưa? Hiểu câu 7 chưa? Giờ mình sang câu 8 nào. Mình sang câu 8 nào. Em vô trễ không sao Tuyết Nhi ạ, Tuyết Nhi có thể theo dõi lại, share lại về tường nhá để học lại. Xong rồi lên trên YouTube để xem lại là được. Nào sang câu số 8 nào. C5H12O có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 1? Chiêu này có thể rất kinh nhá. Các em chú ý chiêu. 3 4 5 2, 4, 8. Phạm vi ứng dụng này là sử dụng cho ancol, ete, aldehyd, ceton, acid. Đây là của bọn lớp 10. 1 ete, amin nha. Đây là lớp 12. Gần như phủ hết toàn bộ chương trình lớp 11 và lớp 12. Nên em mà không nắm được cái này, sau này em đúng như người tối cổ luôn. Em sẽ nhìn thấy tất cả bạn học off và học online của thầy comment đồng phân vù, và em không hiểu tại sao điều đấy lại xảy ra nha. Nên là hôm nay học luôn đi. Học sớm là một lợi thế, học với thầy Minh Minh là một lợi thế, các em biết rồi. Học thầy nó chất như thế nào, điểm thi cao nào, thầy biết là các em đã biết, đúng không? Đấy, ok, nào mình có này. C5H12O có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 1? Vậy điều đầu tiên chúng ta phải nhớ được là ancol bậc 1 có dạng như thế nào? Ancol bậc 1 có dạng như thế nào? Đây các em chú ý, thầy cứ like đến phần hữu cơ. Chính xác, thầy sẽ like đến phần hữu cơ. Nhưng những cái câu hỏi chất hơn, những câu hỏi khủng hơn thì thầy sẽ like trong nhóm live feed nhá. Ở ngoài thì chỉ like những câu dễ thôi. Các em xem và đi ông là thầy ẩn đấy. Nào, xem nào. C5H12O này, nhìn kỹ này, đồng phân ancol bậc 1. Ancol bậc 1, bậc 1 có dạng như thế nào? RCH2OH. Vậy thì biến đổi về dạng này. CH2OH. C5 bỏ đi 1 carbon. C4 H12 bỏ đi 3 thì còn 12-3H9. Vậy này, mang này cắm mạch C4. Lại đọc. 3 4 thuộc luôn nhá. 5
2, 4, 8, 4. Có 4. Vậy có 4 đồng phân. Đáp án đúng đáp án này. Nhanh chưa? Em làm quen cực kỳ nhanh. 8A chính xác Lê Hữu Nghĩa, chính xác Mạc Đình Khang. Thu Phương chính xác. Ok, chúc Lê Nguyễn chính xác luôn. Rất tốt. Các em hiểu không? Bây giờ làm nhanh được chưa? Đôi khi mình chỉ mất một chút thôi để mình chứng minh nó là đúng, sau đó là mình làm, mình sử dụng cái hệ quả đấy, đấy là cách học của thầy. Đấy là cách học của thầy, cách học cực kỳ bá đạo của thầy. Thế nên là những cái bạn mà bây giờ mới vào theo dõi thì có thể xem lại video live stream nhá, chốc nó xem lại từ đầu là các em sẽ hiểu, được chưa? Dĩ nhiên cực kỳ hay chứ. Lê Trung Hiệp. Đấy nhá, Lê Trung Hiệp lúc nãy nhá, công thức nhá, bây giờ cái này thầy kinh khủng lắm, không cần dùng công thức luôn. Sướng chưa? Hạnh phúc chưa? Lê Trung Hiệp nhớ xem về các em ơi, các em đang theo dõi video live stream thầy, giúp thầy share vào trong nhóm lớp của các em với. Đây là các buổi dạy live stream free của thầy. Thầy rất mong muốn cho tất cả các bạn cũng có thể theo dõi được những buổi live stream free này của thầy, để mà sau này nếu chẳng may mà các bạn có bị tiếp xúc với cái phần chiêu này thì các bạn không bị nhầm, không bị nhầm. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 9. Vậy mà hồi chiều ngồi đếm như thật khổ thân TD Huyền. Nào, câu số 9 nào. Số đồng phân axit. Số đồng phân axit. Các em giúp thầy tác các bạn các em vào trong video live stream này nhá. Số đồng phân axit nào. Axit. Axit nhá, axit 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 có dạng gì? RCOH. COOH C5 bỏ 1 C4 H9 nào. 3 4 5 2 4 8. 4 có. 4 có mấy? 4 có 4, 9A. Ok, Nguyễn Thị Tươi chính xác, rất tốt. Lê Hữu Nghĩa chính xác luôn. Dễ không? Các em thấy dễ dàng không? Các em thấy bây giờ, lúc nãy, bây giờ thầy nói thật với các em là rất nhiều bạn mà không theo dõi buổi livestream này ngày hôm nay của thầy là sắp tới trở thành người tối cổ trong việc học hóa. Nên là những đứa nào mà không theo dõi thì livestream hóa là sẽ trở thành người tối cổ luôn. Ok. Làm sao cho em hồi sinh môn hóa học? Học thầy thôi, Dinh Huy Vinh. Vi. Học thầy để giúp cho em. Hôm nay chúng ta có 20 câu và chúng ta đang ở câu số 10. Các em có sẵn sàng không? Các em ơi, các em nghe thầy giảng có hiểu không? Bạn nào nghe thầy giảng hiểu thì chấm cái nhá. Bạn nào không hiểu thì hỏi ngay lập tức. Thầy trả lời ngay lập tức cho các em. Nào, khẩn trương. Bạn nào quên chưa xem thì xem ngay lại về tường nhá. Giúp thầy xem ngay lại về tường. Ok. Bạn nào muốn đăng ký khoa học online cũng như khoa học live stream thì inbox cho fanpage nhá. Thầy sẽ rep ngay lập tức, ngay sau khi thầy live stream xong. Nào, câu ưu tiên các bạn inbox trước. Đấy, nay em sang lớp tự nhiên là ngồi như kiểu xem phim Mỹ mà không có việc sắp. Nhưng mà hôm nay học thầy thì em sẽ khác biệt em ạ. Hôm nay, kể từ ngày hôm nay, em sẽ khác biệt so với tất cả các bạn còn lại khi theo học thầy mình mìa liền. Câu số 10. Bao nhiêu công thức phản ứng được với C4H8O2 biết chúng đều phản ứng được với natri và NaOH? Đúng rồi, chính xác, Nguyễn Quang Trường. Do quá nhiều năm thầy dạy và thầy tìm ra được chiêu độc đáo như vậy. Thầy dạy óp như các em nhìn thấy thầy dạy óp đất nhỉ. Nào, để phản ứng được với natri và NaOH thì nó phải là axit. Đúng chưa? Hello Bùi Thị Trang, lúc nào thầy giảng cũng vui luôn. Nào, axit, axit thì nó phải đầu gì? COOH. Đúng chưa? C4H8 này, 4 bỏ 1 carbon. Vậy là C3H7. Nào đọc tiếp này. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. Vậy là 3 có 2. Vậy mình có 2. Rất nhiều bạn không học video này mà cứ nhẩm là 3 4 5 2 4 8 thì 4 tô 4 là chết. May mắn không có đáp án E, không nhiều bạn comment sai. Hôm nay Nguyễn Thị Bảo Hà đây này, vẽ đầy ra giấy đếm như thật khổ thân. Có câu nào tính toán? Hôm nay không có tính toán em ạ. Học hết mấy video này thừa điểm tốt nghiệp em nhá. Học hết mấy video này của thầy thừa điểm tốt nghiệp. Nào, câu 11 nào. Câu 11 làm lại xem nào. Câu 1 bao nhiêu đồng phân nào? Câu 1 bao nhiêu đồng phân nào? Xem bạn nào trả lời đúng đầu tiên nào. 11 nào. Số chất đồng phân của công thức phân tử C4H10O. Nhanh lên xong mình sang câu 12 cực khó kìa. Câu 12 khó kìa, nhiều bạn sai lắm nhá. Nào, khẩn trương nào. 11. Số chất đồng phân của công thức phân tử C4H10. Hello. Nào, vừa nãy thì nhớ là các bạn hỏi là làm sao để biết được có đồng phân ete và đồng phân ancol. Thì bây giờ thầy hướng dẫn cho các bạn mà muốn học nâng cao một chút nhé. Thì tất cả những anh mà có công thức là CnH2n cộng 2O ấy, thì nó có đồng phân ancol và đồng phân ete các em nhé. Và em nhìn này, anh này C4H10O. C4H10O. Vậy là nó có đồng phân ancol và đồng phân ete. Đồng phân ancol này. Vậy là còn C4H9O. Quan trọng là em phải biết được, nắm được cái bản chất nó như thế nào. Chứ em mà cứ học theo kiểu mù ấy, em cứ giống kiểu ước dụng công thức ấy là em chết. Em đọc 3, 4, 5, 2, 4, 8 là rất nguy hiểm nhá. Vậy ở đây này, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có 4, 4 đồng phân ăn cùng ete nào. R1, O, R2. Vậy thì có R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Bằng 4 carbon này.
R1 cộng R2 bằng 4 carbon. Được chưa các em? Chúng ta chú ý để nó là ete thì anh này phải lớn bằng 1 carbon, anh này phải lớn bằng 1 carbon. Nếu không nó biến thành ancol mất. Vậy suy ra 1 cộng 3, 2 cộng 2. Do anh này có trục đối xứng nên 3 cộng 1 bị trùng. 3 cộng 1 bị trùng nhá, vứt đi nhá, đừng đứa nào ghi 3 cộng 1 nhá. Vậy đây này, thầy đọc này. 3 4 5 2 4 8, 3 có 2. 0 1 2 thì chỉ có 1 thôi, lúc này thì chứng minh rồi. Bạn nào chưa biết thì có thể xem lại video. Được chưa? Dưới cộng trên nhân, 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 1 bằng 1, 2 cộng 1 bằng 3. Như kiểu đi học sinh lớp 1 luôn. Vậy tổng cộng có 4 cộng 3 bằng 7. Skin cực kỳ kinh điển của thầy. Trịnh Thị Hạnh ơi, em không nên dùng công thức em nhé. Không nên dùng công thức, học thầy không sử dụng bất kỳ một công thức nào. 11 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Wow, B bò. 12, hiện tại đang có rất nhiều bạn đang tò mò về câu 12. 12 chắc là thầy nghĩ là các em dùng công thức hoặc các em đến. Nhưng ở đây thầy lại dùng chiêu 3, 4, 5, 2, 4, 8. Các em đồng ý là những bạn nào muốn thầy theo dõi, thầy chỉ cho chiêu của 3, 4, 5, 2, 4, 8 thì chấm cái. Hello Nguyên Liêm. Dĩ nhiên rồi, chiêu thức của thầy chiêu nào chả hay. Đây là một trong số những chiêu cực kỳ kinh khủng để chúng ta giải cho phần ETE chương trình lớp 12 nhá. Nên các em cần theo dõi thầy ngay từ bây giờ để sang ETE chúng ta còn có thể làm được. Nếu không các em sẽ lại trở thành người tối cổ. Đấy, thầy thấy năm nay có rất nhiều bạn trở thành người tối cổ chỉ sau một ngày. Câu 12. Số đồng phân ceton nào? Số đồng phân ceton đúng với công thức phân tử C5H10O. Ceton C5H10O nào? Ceton. Nhìn kỹ nhá. Hãy nhìn 3, 4, 5, 2, 4, 8 hóa giải chiều này như thế nào. Sẵn sàng chưa? Nào nhìn này. Ceton thì có dạng thế nào các em? Ceton này. Ceton thì có dạng R1C nối đôi O R2. Đúng chưa? Chúng ta nhìn anh này có trục đối xứng này. R1 phải lớn bằng 1 carbon, R2 phải lớn bằng 1 carbon. Đúng chưa? Vậy ở đây thì có này. R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Các em comment xem R1 cộng R2 bằng mấy carbon. Nhiều bạn bị nhầm này lắm. C5, bạn định tự cho 5 mà sai. 5 phải bỏ đi 1. Đây này. Vậy R1 cộng R2 bằng 4 nha. Đây này, có 5 carbon nhá. Bỏ đi 1 carbon đây này. R1 cộng R2 bằng 4. Vậy mình lại đi phân tích như bình thường. Vậy mình lại phân tích như bình thường. Nguyễn Hằng ơi, không khó đâu, dễ lắm em ạ. Cực kỳ dễ, thầy đang giảng chậm đấy Nguyễn Hằng. Nào, chúng ta lại làm như bình thường. Đây lớn bằng 1, lớn bằng 1 rồi. Vậy thì có này. Phân tích này. 1 cộng 3, 2 cộng 2. Được chưa? Được chưa? 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2. 0, 1, 2 đều có 1. Xe tông giảm tải, đúng rồi, chính xác. Xe tôn, đúng rồi. Xe tông giảm tải nhưng mà về đồng phân vẫn bị hỏi em nhá. Tuyết Nhi nhá, xe tông giảm tải nhưng về đồng phân vẫn bị hỏi nhá. Xe tông, đúng rồi, chính xác. Vậy mình có này. 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. Vậy 2 cộng 1 bằng 3. Suy ra C5H10O có 3 đồng phân. Kinh điển chưa? Đây là cách tìm đồng phân của ceton. Hello, cảm ơn Thành Trung. Thầy dạy dễ hiểu, dĩ nhiên. Trình độ của dạy off kinh khủng nó phải như vậy em ạ. Thầy live stream, thầy rất là mong muốn có thể giúp đỡ cho 2K2 trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và những bạn nào mà theo thầy ngay từ hè này thì thầy khẳng định hoàn toàn có thể ước mơ với 7, 8, 9 điểm. Rất tốt nha. Đấy, đây là món quà đặc biệt thầy dành cho tất cả các bạn fan cứng của thầy đã theo dõi thầy này, share lại những cái bài của thầy này. Ít lượt xem à, tại vì là ít đứa nó share. Các em giúp thầy share lại về tường xong rồi tag các bạn, các em vào trong video livestream nhá. Sao lại còn nhiều bạn còn đi chơi, các bạn không học. Ok. Xin lỗi, mất gốc khóa. Mất gốc khóa thì học thầy từ ngày hôm nay sẽ lấy lại được không? Không có gì. Đây này, câu này câu của đại học cao đẳng khối A năm 2008 này. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 13. Câu tiếp theo, câu số 13 nào. 13 đáp án gì bây giờ nhỉ? C5H12. Ô, may quá, chỗ này cũng thấy vừa giảng rồi. Hỡi các thánh, dùng công thức đi. Hỡi các thánh, hãy viết ra hết ra đi. Nếu không có chiêu này của thầy thì có mà tỏi. Em tốt farm, đúng rồi, Lê Hữu Nghĩa. Hello, thank you em, Trần Minh Phương, rất tốt.
Bạn nào chưa xe lại về tường nhá. Thầy nhắc lại này, những bạn nào mà không hiểu cái chiêu thức này ấy, thì vào channel Minh Myelin, vào channel Minh Myelin search đồng phân siêu nhanh sẽ hiện đây. Minh Myelin xác định đồng phân siêu tốc. Kích vào đây em sẽ nhìn thấy video của thầy 18.000 lượt xem nha. 18.000 lượt xem đây, 18.000 lượt xem này. Nhìn chưa? Đấy phải em xem và em học lại nhá. Nào, tiếp tục nào cả nhà. Tiếp tục nào, các em cùng comment đáp án này. Cùng phải ba đáp án gì? Cảm ơn các em. Bạn nào thấy hay thì share lại một cái về tường nhá. Ok. Hello. Nào, tiếp tục nào. Câu 13. Câu 13. Câu 13. Các em cứ theo dõi chuỗi live stream tối thứ tư hàng tuần, thầy là ok. Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ có kích phân tử C5H12O là đồng phân cấu tạo nhau? Lúc nãy thầy nói C5H12O. Bây giờ chiều này mới kinh. Ancol. Làm nhanh lên nhá. C5H11OH. 3 4 5 2 4 8 5 8 đồng phân. Dễ không? Nhẹ nhàng cành đào luôn. Làm gì có vật dụng cao chiến duyên. Dễ không? Nhìn tiếp này. Ete R1 O R2 R1 cộng R2 bằng mấy nhỉ? 5H12. 5. Điều kiện R1 lớn bằng 1, R2 lớn bằng 1. 1 cộng 4, 2 cộng 3, 3 cộng 2, 4 cộng 1. Rất tiếc, 4 cộng 1 trùng, do nó bị đối xứng. Trùng 1 cộng 4 vứt, 2 cộng 3 trùng, 3 cộng 2 vứt. Mấy chữ bọn này thôi. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2, 4 có 4, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1 có 1, 2 có 1. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 4 cộng 2 bằng 6 đồng phân đề tè. Nhanh chưa? 8 cộng 6 thì bằng 14. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C14. Rất tiếc Trung Nguyên sai rồi em. Đấy các em thấy không? Những cái skin của thầy rất kinh kinh điển luôn. Bạn nào mà chưa kịp xe lại về tường thì xe thật nhanh về tường giúp thầy. Không là thằng live stream xong thì ẩn mất là thôi mất tích luôn. Nào mình lại trở thành người tối cổ. Những cái skin này của thầy là các em có thể ôn được cho rất rất nhiều năm luôn nhá. Em có hoàn toàn phải mang skin này đi dạy gấu của em. Gấu của em mà em được học cái chiều này thì phải thôi lát mắt đúng không? Câu 14 này. 14 này. Chiều này mà đi tán gái mới tinh. Em thơm anh một cái, anh dạy cho em một chiều tìm đồng phân, mọi loại đồng phân của thầy anh dạy. Thế là nó thơm hẳn luôn. Thế là mình. Câu 14 á. 14. Có bao nhiêu đồng phân cùng công thức phân tử C5H12O đây vật dụng cao này. Oxy hóa bằng CuO. Đun nóng sản phẩm trắng bạc. Trắng bạc thì chắc chắn là anin. Thế lưu ý nhé. C5H12O tác dụng với CuO mà tạo thành sản phẩm là anin. Khi và chỉ khi. Thank you Nguyễn Quang Trường. Skin thấy kinh không? Sau bao rất nhiều năm mà thầy dạy, thầy đã nghĩ ra rất nhiều skin để dạy các em. Em đã thấm dần skin của thầy. Ok, thank you Trúc Lê Nguyễn. Skin thầy dã man lắm. Em sẽ không tìm được ở đâu có những skin như vậy nữa. Nào, mình có nào. Anit. Khi và chỉ khi. Đó là ancol bậc 1. Khi và chỉ khi nó là ancol bậc 1. Thế vậy lúc nãy ancol chúng ta làm rồi. CH2 OH. Bỏ một carbon, 5 bỏ một carbon thì còn là C 4 12 bỏ đi 3 thì còn là H 9. Nào ta lại có này. 3, 4, 5, 2, 4, 8 4, có 4, đấy, chính xác. Có 4, đáp án đúng. Có 4 đồng phân cùng công thức phân tử C5H12O. Khi oxy hóa bằng CuO đun nóng tạo thành sản phẩm có phản ứng trắng bạc. Dễ không? Dễ không? Ăn kim thì dạy từ lâu rồi Trọng Hiệp ạ. Ăn kim thì dạy từ lâu rồi. Mai em thi rồi, mai áp dụng luôn. Áp dụng xong điểm cao như báo thầy nhá. Lâm Trần Phúc Thịnh. 15 nào. 15 nào. 15 nào.
Các em ơi, các em nghe thầy giảng có hiểu không? Bạn nào mà nghe thầy giảng hiểu thì chấm cái, bạn nào mà không hiểu thì hỏi ngay để thầy giải đáp ngay lập tức nhá. Nào, những bạn nào mà nghe mà không hiểu thì hỏi ngay để thầy giải đáp. Bạn nào hiểu rồi thì chấm cái để thầy biết thì còn giảng tiếp nào. Em thấy dễ không? Đơn giản đúng không? Ok, thank you sư huynh. Đấy thì ở đây thì thầy có tất cả các skill của thầy sẽ được dạy trong khóa live VIP nhá. Bạn nào muốn đăng ký khóa học live VIP của thầy, hiện tại học phí chỉ có 500.000 thôi. Đăng ký cho cả năm học. Khóa live VIP của thầy nhá, học phí chỉ có 500.000, thầy nhắc lại cho cả năm học để cho tất cả các em cùng học giỏi bộ môn hóa. Thầy muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn của em. Chính vì vậy nên bạn nào muốn đăng ký khóa live VIP của thầy thì inbox ngay lập tức cho fanpage của thầy để được đăng ký nhá. Nào, dĩ nhiên chiêu nào thầy chả hay. Tiếp tục câu 15. C5H10O phản ứng được với AgNO3 trong lần 3. Nào chú ý này. C5H10O mà đớp nhau được với AgNO3 trong NH3 thì khi và chỉ khi nó là anhít. Đúng chưa? Buổi đầu em xem và em cực kỳ kinh đúng không? Hiểu nhưng chưa thạo, thế thì phải làm thật nhiều TD Huyền ạ. Nào, anhít, vậy C5H10O bao nhiêu đúng phần anhít? Anhít thì là gì? Chó C-H-O đúng không? Vậy đây mình có này, 5 bỏ đi 1 C4, H10 bỏ đi 1 H9 3, 4, 5, 2, 4, 8 4 có 4. Khóa live VIP, em inbox để được biết thêm chi tiết của khóa live VIP nhé. Khóa live VIP của thầy là khóa mà ở đấy thầy sẽ live stream hàng tuần để chữa tất cả các bài tập, các chuyên đề từ mức thông hiểu nhận biết đến mức vận dụng cao tất tần tật. Và sau đó lại còn có cả luyện đề để mà thầy giải cho các em tất cả các đề của các cái trường khó nữa. Chính vì vậy nên bạn nào muốn đăng ký thì đăng ký inbox ngay tức cho fanpage nha. Nào mình có câu số 16 này. Nào mình có câu số 16 này. 16 các em ơi. Khẩn trương nào. Số lượng phân cùng công thức phân tử C5H10O có phản ứng với NaHCO3. Tương đương nó là gì? Axit. Được chưa? Bạn nào chưa kịp xe lại về tường thì xe nhanh về tường nhá. Không cái này thì mà ẩn phát là mất tích ngay. Ok, cảm ơn Mai Thanh Hiền. Em nghe không rõ. Tại vì là mấy hôm nay thầy không bị đau họng đấy, nên là các em mới được thầy nói như vậy. Chứ còn bình thường thầy mà đau họng thì có mà chịu. Số đồng phân có cùng công thức phân tử C5H10O2 phản ứng với NaHCO3 nào. Khóa học bắt đầu từ ngày hôm nay và kết thúc khi mà em thi xong trung học phổ thông quốc gia Mai Ngọc nhé. Khóa live VIP. Không no thì vẫn là 345, nhưng không còn là 34, không còn là 248 nữa. Hoàng Yên nhá. Và lúc đấy thì em còn có thể theo dõi trong khóa live VIP của thầy, thầy sẽ dạy full. Mất gốc. Đúng là thầy đang chạy tour lấy gốc 5 buổi, nếu mà các em cần thêm, các em share nhiều hơn, nhiều bạn theo dõi hơn thì thầy sẽ dạy dài hơn, đúng không? Nhiều bạn mất gốc theo dõi thầy hơn. Này tiếp tục nè. 16. Số đồng phân axit công thức phân tử C5H10O2 có phản ứng với NaHCO3 là đồng phân axit. Axit thì là COOH. C5 bỏ đi một carbon. C4, H10 bỏ một hydro. H9. 3 4 5 2 4 8 4 có 4. Dễ chưa em? Các em hiểu không? Bạn nào hiểu chấm ngay để coi nào. Cảm ơn sư huynh. Bạn nào hiểu chấm ngay để coi nào. Em nhìn kỹ này, câu 17, câu 18, câu 19 nhìn kỹ nha. Chăm chỉ cộng thầy Minh bằng thành công. Nhìn rõ chưa? Chăm chỉ cộng thầy Minh bằng thành công. Nhớ câu này nha. Nào mình sang câu số 17 nào. Mình còn 3 câu nữa thôi. À 4 câu nữa, quên mất. 4 câu nữa, dưới còn mấy câu vận dụng cao đấy. 17 nào. ST khác nha, ST phải vào bài ST thì em mới biết được. Đừng lạm dụng, em phải được thầy hướng dẫn thì em mới biết được nó như thế nào nha. Hiện tại mới hướng dẫn chúng ta là cái chiêu này đúng cho ancol, ete, citon, anhid và acid. Ete sao mà ete thì dạy em ứng dụng như nào, được chưa? Sao mà ete thì ứng dụng skin quá mạnh đúng không? Quá khủng chứ. Thật là tiếp chứng với bạn nào hôm nay không được theo dõi đúng không? Các em giúp thầy xe lại về tường nhá, xong tác các bạn vào đây nhá. Câu 17 nào. C4H10 mà lại hỏi không tác dụng natri. C4H10O thì có ancol, có ete. Ancol thì tác dụng natri mà, sinh ra hydro mà. Mà hỏi không tác dụng natri vậy là vứt ancol, còn ete.
Ui, Bùi Thúy Trang ơi, không quan tâm đến gốc lớp 8 như thế nào. Bây giờ em học thầy là em sẽ có gốc ngay từ bây giờ nha. ET. ET sẽ 4 10 bao nhiêu ET? R1 cộng R2 bằng 4 đúng không em? Nhanh rồi, quen rồi đúng không? 1 cộng 3 2 cộng 2 3 4 5 2 4 8 à có 2. 0 1 2 thì chỉ có 1. 1 1 1 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 1 bằng 1. 2 cộng 1 bằng 3. Vậy đáp án đúng là đáp án B. 3. 3 3 3. Các em hiểu không nhỉ? Hiểu thì chấm cái. Chấm mút cái. Nào tiếp 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 câu 18. Ui, câu này cần phải độ thông minh lắm. Đứa nào mà giải được câu này theo 3 4 5 2 4 8 mới gọi là thông minh này. 18 có bao nhiêu đường phân ăn tôm bậc 2 có cùng hướng phân tử CnOH10O2. Khó đấy. Có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 2? Có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 2 cùng hướng phân tử CnOH10O2? Ui, nói mỏi mồm mà bây giờ mới được có 242 like. 242 xe. Ui, học sinh dạo này nó lười xe thế không biết. Bạn nào chưa kích vào xe ngay cho thầy nhá. Mãi mà chưa lên được 500 xe này. Xe đuối quá. Xe đuối này không biết có nên dạy phở đi cho các em không. Xe tôn không tác dụng với nắp đi em nhá. Hello Lộc. Chào Lộc. Lộc chưa hiểu chỗ nào không nhỉ? Xe tôn không tác dụng nắp đi, chính xác xe tôn. Chính xác lấy không nhỉ? Nào mình có 18. 18 mới hay này. Ăn côn bậc 2. Ăn côn bậc 2. Có nghĩa là nhóm mắt đính là các bạn bậc 2 đúng không? Vậy nó có dạng gì? R1 C OH R2 đây ăn côn bậc 2 đúng không? OH đính là các bạn bậc 2. Đây các bạn này bậc 2 này. Vẫn trục đối xứng nhỉ? R1 R2 đảo chỗ vẫn đặt thành chất khác. Không đặt thành chất khác. R1 lớn bằng 1. R2 lớn bằng 1 thì có khác gì tìm sẽ tôn đâu. Sẽ tăng bằng 12 bằng 2. R1 cộng R2 bằng 5 carbon, bỏ 1 carbon còn 4. 1 cộng 3 2 cộng 2 3 4 5 2 4 8 3 có 2, 1 có 1. 0 1 2 chỉ có 1. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 bằng 3. Hè coi thầy có live stream. Thứ tư tuần nào thầy cũng live stream. Thầy live stream xuyên hè cho các em luôn. Một chấm cho live stream xuyên hàm hè. Một sự cố gắng không mệt mỏi của thầy nào. Ok, mình có 3 đồng phân. Đáp án đúng đáp án. Bê bỏ. Dễ không? Đúng không em? Hè thầy like nhá. Đây, sang câu hai câu khó vận dụng cao đây. Hai câu khó vận dụng cao của tối ngày hôm nay dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Bây giờ các em chào Nhâm Yến, em mới vào không hiểu. Đấy, có rất nhiều bạn bây giờ mới vào. Nhâm Yến ơi, những bạn nào mới vào không hiểu nhá. Này bảo này, Lên trên YouTube search đồng phân siêu nhanh, kích vào nó phát, kích vào video đầu tiên nhiều lượt xem nhất, Minh Milin xác định đồng phân siêu tốc 17.000 lượt xem. Thôi quảng cáo rồi. Đấy, 17.000 lượt xem. Minh Milin đồng phân siêu tốc. Đây. Là em xem sẽ hiểu ngay. Được chưa? Câu 19 à? Câu 19 à? Câu 19 à? Câu 19 à? 19 à? C3 H8 OX có tất cả bao nhiêu cấu tạo ancol ben? Ancol ben C38 OX. Tuần sau nhé Tuyết Nhi nhé. Tuần sau Tuyết Nhi thầy sẽ live stream. Vậy mình có này C3H8O. C3H8O2. C3H8O3. O thì nó là C3H7. OH 345248. A đồng phân. Thế rồi. Đúng chưa? Tiếp tục nha. Ancol bền là gì? Đấy, các bạn hỏi ancol bền là gì? Ancol bền là nhóm OH đính vào carbon no. Và lưu ý cho thầy là một OH thì chỉ đính vào một carbon thôi. Chứ nếu hai nhóm OH cùng đính một carbon thì không bền, được chưa?
C3802 này. C OH đính đây. Hoặc OH còn lại đính đây. Đây đồng phần số 3. Hoặc C OH đính đây. OH còn lại đính đây. Đây đồng phần số 4. C3803. C OH 5. Được chưa? Vậy tổng cộng thì có 5 đồng phân anion bền. Hiểu không? C, đây những có vận dụng cao mà. Dấu sao vận dụng cao. Được chưa? Các em hiểu chưa? Đây thì vẽ này. Bạn nào chưa biết thì chụp ảnh màn hình lại nhá. Chụp ảnh màn hình lại thật nhanh. Chụp ảnh màn hình lại, xe lại, xong rồi mai vẽ vào tường xong dán lên góc nhà nhá. Bạn nào mà chưa thi thì lên một câu tủ. Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay các em ơi, chúng ta chuẩn bị phải tạm biệt nhau rồi. Bạn nào nhớ là tối thứ tư 20 giờ tối thứ tư hàng tuần chúng ta hẹn hò nhá. Và buổi số 2 nhớ bảo các bạn là tổng ôn hydrocarbon. Ok chưa? Nhớ chưa? Hello Lê Hiếu Nghĩa, em có thể tua lại và xem lại nhá. Nào, câu cuối cùng của ngày hôm nay. Ứng với công thức phân tử C4H10O2 có bao nhiêu đồng phân bền của thành hóa tan được siêu phát này lần? Chúng ta chú ý này. C4H10O2 mà hòa tan được COOH 2 lần khi và chỉ khi OH đa và kè. Đây chỉ O2 thôi. Vậy tương đương với có hai nhóm OH và phải làm sao? Nằm kề nhau. Hai nhóm H nằm kề nhau. Được chưa nào? Thế vậy mình vẽ thôi, mình vẽ là xong. Thế vẽ nhá. Mạch thẳng này. Nếu OH đính đây thì OH còn lại đính đây. Một đồng phân. Hai nhóm H nằm kề nhau. Tiếp tục này. Nếu OH đứng đây, OH còn lại đứng đây. Hai này. Tiếp tục này. OH đứng đây, OH còn lại đứng đây. Ba này. Hello Tuyết Nhi, cái đấy là phải để tối thứ tư tuần sau. Tối mai thì thầy không thể dạy các em được rồi. Tối mai thầy phải dạy bọn các team 2K1. Vậy thì có mấy? 1, 2, 3. Vẽ ra là nhiều. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án bê bò. Hello các em, bài tập tối ngày hôm nay chúng ta đã tạm dừng tại đây. Nhớ là liên tục comment, like, share của fanpage thầy Minh Merlin Hóa Học để các em được lên thành fan cứng, để từ đó các em có thể theo dõi được những cái bài live stream cực chất của thầy. Các em thấy buổi live stream ngày hôm nay như thế nào? Comment ở phía dưới cho thầy nhé. Những bạn nào mà muốn đăng ký khóa live stream mất gốc cũng như khóa full video để học trước chương trình lớp 12 của thầy thì móc cho fanpage nhé. À Tuyết Nhi à, nếu mà mốt em thi hóa thì thầy bảo này, những bạn nào mà chuẩn bị thi hóa thì search vào channel Minh Merlin. Được chưa? Đây này, thầy có up lại các video live 40 câu thi thử học kỳ 2 hóa này. Nhìn chưa? Đấy, em vào đây em xem lại được đề 003. Tất cả mọi đề thầy live stream full thầy đều ở trên này. Đấy chưa? Đây này, nhìn thấy không? Tuyết Nhi nhá, Tuyết Nhi vào đây xem lại thôi là Tuyết Nhi khủng ngay. Thầy live stream nhiều lắm nhá. Bye bye. Chào tạm biệt tất cả các em. Hello, hẹn gặp lại vào tối thứ tư tuần sau.